Tập 16.67. Sắp xong rồi, tôi đang dùng tới túi thứ ba. Như này là nhanh rồi đó. Thật trách, đáng lẽ ra phải gọi cho người bên kho tổng quát qua hội chẩn, hoặc là chuyển kho mới đúng. Nếu là kho tổng quát thì họ sẽ làm nhanh hơn. Ai mà ăn cơm rồi đọc á, thì nhận đủ nha. Chỗ này có việc khá là nghiêm trọng đó. Vậy mà có miếng thịt to như vậy thì rất khó tiêu hóa. Tôi tới túi 4 rồi nè. Đù, hóa ra phẫu thuật ruột là làm như vậy. Cuối cùng cũng xong rồi. Mau đi thay quần áo lẹ lẹ đi. Như này cũng quá ghê rồi. Vậy là chạy hết rồi. Hơi nôn, ngay cả chấn tắc đường ruột của người già mà cũng chịu không nổi. Nếu mà là kho tổng quát mỗi ngày đều có một ca thì người xem, thì xem người ta chịu được giỏi không. Để làm gì ạ? May kho mình tiếp xúc đầu tiên là ngồi kho hiển vi, tiêu cái chút vất vả và cũng không quá sạch sẽ. Nhưng so với kho tổng quát thì có chút cách biệt tương đối lớn. Xem ra Lan Nhiên rất không muốn làm bên kho tổng quát rồi. Ơi, nhớ năm đó khi tôi còn đang đi học thì đều phải tự mình mà luyện tập ở phòng phẫu thuật, tất cả bác sĩ cứ làm gì làm nấy. Người trẻ bây giờ đúng là khác so với trước kia mà. Vậy bữa tối cũng không sợ sao? Sợ cái gì, có rất nhiều người muốn mà không được đi. Nhưng so với cô, làm thì của tôi cũng là chuyện bình thường. Đó là vì mọi người không tìm được sự thú vị. Bệnh án của cô trực tràng rất là thú vị đó. Tôi có nhớ qua là đã từng đi bệnh viện trực thuộc để xem phẫu thuật, gặp một ca. Chắc là mọi người biết ứ phân rồi nhỉ? Chính là phần cứng như đá nằm ở trong trực tràng không bài tiết ra được. Chúng tôi cũng biết nhé. À, dạ vâng. Ý của tôi là trực tràng bình thường không phải là 15 cm sao? Nhưng tôi gặp được một ca lợi hại lắm. Dư viên à, chúng ta đừng có bàn về chuyện này nữa được không? Dạ. Ngại quá, tôi chẳng qua là có chút hứng thú với việc này. Lần trước con vậy, cái gì mà tôi cũng hứng thú thì lại có người không thích. Này ai thích được? Tất nhiên thứ mà bác sĩ thích thì làm gì có ai thích đâu. Cô là bác sĩ trong bác sĩ đó. Cảm ơn bác sĩ Châu. Và cũng cảm ơn bác sĩ Lăng đã cho tôi tham gia ca phẫu thuật thú vị này. Cô vui là được rồi. Ca này mọi người chắc cũng mệt rồi, quay về nghỉ ngơi đi. Phòng nghỉ ngơi. Bác sĩ Châu khi nãy nói mệt nên tôi đã mua chân giò heo ra ăn tẩm bổ rồi. Có chân giò heo ăn thì tốt quá rồi. Mà dư viên, cô khi cầm vào chân giò có rửa tay chưa đấy? Dạ rửa rồi ạ. Vậy thì ăn đi. Ở trong bệnh viện thì cứ no là sống được. Lan Nhiên mau ăn đi. Thôi khỏi, tí nữa còn làm phẫu thuật nữa đấy, mau ăn đi. Tôi không thích cái khay đó lắm. Khay thiết hợp kim nhôm trong phòng nghỉ ngơi của khu vực điều hành thuộc về khu vực điều hành. Do các thông số kỹ thuật mua thiết bị mà bệnh viện mua cho khu vực mổ là giống nhau, nên các khay thiết hợp kim nhôm trong phòng mổ và khu vực nghỉ ngơi có hình dạng giống nhau. Bác sĩ Lăng, lúc nãy tôi không để ý. Không sao, mấy cái này thì sâu sẽ quen ngay thôi. Nào Lăng Nhiên, giờ chúng ta đi ca phẫu thuật khác rồi. Ca khác? Viêm ruột thừa cấp tính, hai người chắc chưa biết làm về viêm ruột thừa đâu nhỉ? Chưa ạ. Vậy thì đi thôi. Xin mời tránh ra một chút, đây là bệnh nhân viêm ruột thừa đó ạ. Đỡ tôi nhận cho. Đề xuống xe đâu, nhưng không rõ ràng, nghi là bị viêm ruột thừa. Vẫn nên đi chụp hình trước, nếu siêu âm màu thì tốt rồi. Nhưng nếu mà không rõ ràng thì ghi chú tình hình. Chúng ta vào phòng đợi đi. Bác sĩ Châu, có hình ảnh rồi ạ. Đã xem mi trốn ở đâu? Chỉ là một ruột thừa xem chạy đi đâu. Hả? Hả? Bác sĩ Châu tìm ra cái gì rồi sao? Kỹ năng đọc hình ảnh cộng hưởng từ cấp đại sư. Người chủ chứng tắc ruột. Là chứng tắc ruột.
Ấy, lân nhiên không phải viêm ruột thừa mà là chứng tắc ruột. Hả, là chứng tắc ruột à? Vậy mời cô sơ nhé. Vâng. Hôm nay đúng là ngày may mắn của mình mà. Mấy ngày sau bác sĩ Dư và Lân Nhiên đều đi làm phẫu thuật tắc ruột. Là chuẩn bị thực tập sinh chuyển hóa, mà chuyển tới khoa cấp cứu thì nhất định phải dành cơ hội mới được. Cùng đi học và cùng đi thực tập với Lân Nhiên mà cậu ấy bây giờ đang ở đỉnh cao, còn mình thì cái gì cũng chẳng có. Mình phải cố gắng bằng cậu ấy mới được. Đâu, rác mà cũng cướp cho được sao? Thân là thực tập sinh, bọn mình ngồi trừ làm khổ lao ra thì không làm được thứ gì cả. Còn mấy cái tên cướp như lúc nãy có tổng 4 tên. Cố lên Vương Tráng Dũng, vào phương diện này mày không thể thua được. Xin lỗi nha bác sĩ. Thực tập sinh yếu đuối xin lỗi. Thực tập sinh à? Dạ vâng. Vậy thì tốt, tôi tên Lữ Bông. Mau mặc áo gọn gàng vào rồi đi theo tôi. Hả? Dạ vâng bác sĩ Lữ. Chào bác sĩ Lữ nha. Hai ngày nay hồi phục như nào rồi? Dạ rất tốt bà bác sĩ, xem thử đi ạ. À. Wow, không ngờ lại tốt như vậy đấy. Mà được nhìn thấy bệnh nhân rồi, còn thú vị hơn khi ở trên cái giảng đường nữa. Kiểm tra cho hơn 30 người đúng là mệt mỏi mà. Chỉ kiểm tra thôi mà sao vui dữ thần vậy? Tôi thực tập lâu như vậy mà chưa tiếp xúc được với bệnh nhân đó ạ. À. Mới đi theo bác sĩ Lữ mà được gặp nhiều bệnh nhân nên có chút vậy tính ra thì Lữ Bân tôi là ân nhân của cậu rồi. Vậy đỡ mình sai vào cậu ta một chút vậy. Được rồi, thăm bệnh nhân tới đây thôi. Đi với tôi xử lý chút việc chút chuyện. À, bác sĩ Lữ, đây là cậu hãy rửa sạch hết đống đó và nhớ làm sạch lông. Ngoài ra thì sửa hết một thâu chân gà, nhớ là cắt móng đi nhé. Chân giò đó làm gì vậy ạ? À? Cậu đoán xem. Đó làm thí nghiệm sao? Ừ, đúng là đứa trẻ tội nghiệp mà. Vậy còn chân gà thì sao? Tí nữa cậu sẽ biết. Mà chân giò thì dùng kính hiển vi để nhổ lông. Đây coi như là luyện tập đó. Không tệ nha. Bà xin lỗi, quay lại rồi à. Tôi đã cắt xong chân gà rồi. Khi thí luyện sẽ không bị chân gà đâm đâu ạ. À. Thì hơi ngốc nhưng rất chu đáo đó. Bác sĩ Lữ, anh có biết Lan Nhiên không? Cậu ấy cũng là thực tập sinh của trường bọn tôi đó ạ. À. Sao cảm thấy sắp có chuyện không lành vậy ta? Lan Nhiên sao? Cậu có quen biết à? Mình đã bao lâu chưa gọi hẳn cái tên của Lan Nhiên ca, của Lan ca gì? Đương nhiên chúng tôi còn chung phòng ở ký túc xá, quan hệ rất tốt đó. Anh đúng là sợ cái gì nó đến cái đó tôn mình rồi. Cái đó cất chân gà tới đây thôi, cậu có thể đi được rồi. Hả? Anh ta vẫn chưa cắt xong mà. Bộ tôi cắt chậm quá hả? Tất nhiên không rồi. Thật ra tôi không muốn bắt cậu cắt đâu. Chỉ là lúc nãy các bệnh nhân gọi tôi lại không sao đâu. Chuyện còn lại cứ để cho tôi. Ý, bác sĩ Lữ hình như không muốn mình làm nữa. Bác sĩ chính sẽ không để thực tập sinh giúp mà sẽ gọi bác sĩ nội trú và bác sĩ bồi dưỡng giúp. Chủ nhiệm với phó chủ nhiệm thì đừng nói tới gặp mặt. Những chiêu mà thực tập sinh có thể dùng chính là lao động khổ sai với nịnh hót. Đó là những cách mà bác sĩ nội trú hay làm. Dù là bệnh viện Vân Hoa hay là bệnh viện khác thì bác sĩ nội trí chỉ bảo kinh nghiệm cả.
Cho nên phải ôm đùi bác sĩ Lữ mới được. Không sao đâu ạ, bác sĩ Lữ cứ đỡ vụ này cho tôi. Ê này, vị đại ca này, cậu có như vậy sao tôi dám gặp Lan ca chứ? Lữ Bân à Lữ Bân, đỡ sao mày dám sai vật thực tập sinh lên tinh không? Không, dù có sai vật thì phải hỏi tên tuổi và thơ trước. Thực tập sinh, ai biểu cấp trên của mình là thực tập sinh chứ? Thôi đừng, được rồi. Bác sĩ Lữ, sao anh lại chảy mồ hôi thế kia? Để cho tôi lâu. Lúc trước sao không gặp những người hiếu chuyện như này chứ? Bây giờ gặp được rồi mà ngượng quá đi. Cậu cứ nghĩ theo tôi đi. Mà cậu qua khoa cấp cứu thì muốn học cái gì nhất? Wow, cuối cùng thực tập sinh như mình cũng nở hoa rồi. Thời tới phải nắm bắt mới được. Tôi chưa từng làm phẫu thuật nên muốn làm phẫu thuật thật à? Làm phẫu thuật à? Đưa thối. Xíu cho cùng thì cậu ấy cũng là anh em tốt của Lăng ca, nên phải chiều chuộng anh ấy một chút. Nếu không Lăng ca biết được mình sai vào cậu ấy là ăn luôn cho hết. Quả nhiên còn phải có chân khủng mới được. Vì cậu chưa làm phẫu thuật nên chúng ta làm khử trùng trước. Giờ tới phòng xử lý. Nếu có bệnh nhân bị thương nhẹ thì đỡ cậu xử lý. Vâng, tôi sẽ tới phòng, tới một phòng riêng. Y tá, cô giúp tôi dẫn bệnh nhân tới nhé. Phòng cấp cứu chỉ xử lý những ca bệnh nhân rất nguy cấp với bệnh nhân nặng cấp 2. Phòng xử lý chính là chỗ chúng ta đang đứng thì bệnh nhân đơn giản cấp 3, cấp 4. Cậu biết cấp 3, cấp 4 là cái gì không? Cấp 3 là bình thường, còn cấp 4 là không cần cấp cứu, thường sẽ đưa tới phòng khám. Vậy nên khi gặp bệnh nhân cấp 4 thì đưa tới phòng khám. Nếu là người khác hỏi thì tôi sẽ nói như vậy, nhưng cậu thì khác. Quan hệ của bác sĩ với bệnh nhân thì nói thêm một câu. Nếu bọn họ không nghe thì đó bọn họ đợi tiếp. Nếu mà dẫn tới chỗ cậu thì cậu cũng phải khám. Đừng có tự tiện mà lấy phiền phức vào mình đấy. Rõ là vậy, đã tiếp thu. Nhưng bác sĩ Lữ từ nãy tới giờ đối với mình tốt quá rồi. Không có việc gì mà phải tỏ ra tốt bụng thì không phải gian cũng thành trộm. Nhưng mình nghèo tới mức ví cầu thang, có lẽ nào ráng dũng tôi nói rồi đấy nhá. Mà tôi kêu tên cậu như vậy được không? Thôi tôn. Nhưng mình là trai thẳng mà. Bà xin lỡ các bệnh nhân tối ạ. Được, giao cho tôi. Thốt nạn rồi. Tôi sẽ khâu nên cậu cứ quan sát tôi làm rồi cậu hãy nghĩ các bước cần làm đi. Lấy khăn, khử trùng, làm sạch, khâu lại. Những gì học ở trường khác quá vậy. Trong trường ý cậu là đại thể giáo viên sao? Đại thể giáo viên là phiên bản cũ rồi. Còn đây là bản cập nhật mới. Tôn, không để cậu ấy. May mà mình nhanh tay. Bác sĩ Lữ, cho tôi xin lỗi. Cậu mắc chứng sợ máu sao? Nói là vậy thì không làm được bác sĩ ngồi khô đâu. Không phải, máu tôi cũng thấy nhiều ít trừng rồi. Sao lại không làm được bác sĩ ngồi khô chứ? Lão nhiên cũng làm mất ngồi khô, nhìn rất là ngầu. Vậy cậu bị gì? Chỉ là tự nhiên thấy buồn nôn thôi. Lúc ở kho lấy máu cũng đâu có chuyện gì. Lúc ở trường tôi với Lăng Nhiên còn trộm xương đầu ở phòng thí nghiệm đấy. Có lẽ là do đột ngột quá, chắc tối qua ngủ không tốt. Hôm nay tới đây thôi, ngày mai nếu ổn thì tới đây. Dạ vâng. Hôm sau.
Bà xin lỗi, vẫn chưa tới nhỉ? Bà xin lỗi, anh đi đâu rồi? Lăng Nhiên, thằng của chú này, tôi đi tìm cậu mãi mà không thấy, gọi thì không ai bắt máy. Tôi đang làm phẫu thuật. Hả? Sao lại dám ăn nói như vậy với bác sĩ Lăng chứ? Cậu bây giờ có thể làm được phẫu thuật rồi à? Vậy thì tốt quá rồi, còn tớ thì đổi hai khoa, đừng nói là vào phòng phẫu thuật, ngay cả xem thử cũng không có. Vậy à, vậy có muốn làm phẫu thuật không? Đương nhiên muốn rồi. Cho hỏi hôm nay có ca mổ còn tới kỹ thuật khâu hở thang không? Sắp xếp cho tôi một ca đi. Đúng là chân lớn nó dở dàng quá mà. Lần nhiên sau này nhớ cho tớ đi theo nha. Lần nhiên, đây chính là phòng phẫu thuật của khoa cấp cứu sao? Quá lợi hại rồi. Đáng Dũng, cậu kéo da đi. Ôi trời, tới được rồi, vào bàn mổ này. Bác sĩ Lan, đã tiêm thuốc tơ rồi, có thể bắt đầu. Bắt đầu phẫu thuật. Kéo da. Được. Toan rồi. Chấp 69.